say, party not stop. Xin chào tất cả quý khách hàng. Kế bên mình đây chính là chiếc Aircon Sport, một cái dòng xe khá là nổi trội của thương hiệu nổi tiếng Ford. Và ngày hôm nay chiếc Aircon Sport này đến với Bicau tour để mình nâng cấp lại cái đầu màn hình mới, màn hình ZTEP Z800R. Thì sau khi các anh kỹ thuật viên ở Bicau tour mình hoàn thiện xong cái phần DVD này thì mình sẽ quay trở lại để giới thiệu chi tiết cho quý khách hàng những cái đặc tính nổi trội của cái ZTEP Z800R nha. Và thưa quý khách hàng, hiện tại bây giờ mình cũng đã ngồi ở trong khoang nội thất của chiếc Aircon này và màn hình đã được lắp xong, màn hình ZTEP Z800R. Khi quý khách hàng lắp đặt thì mình sẽ hưởng một cái chế độ bảo hành vô cùng ưu đãi, đó chính là bảo hành 2 năm, một đổi một trong vòng 1 năm nếu mà sản phẩm của mình bị lỗi cho kỹ thuật, cùng với cái chế độ mình dùng thử 7 ngày nữa. Và khi mình mua cái ZTEP Z800R thì sẽ được tặng kèm một cái camera hành trình, một cái camera lùi, một cái sim 4G, một cái thẻ nhớ 16GB cùng với cái dẫn đường GPS. Và như là quý khách hàng cũng nhìn thấy, khi mình mở máy lên thì màn hình của mình sẽ có giao diện như thế này. Màn hình này sở hữu kích thước là 9 inch vô cùng lớn. Cái mặt kính ở trên này là mặt kính 2.5D, kính cường lực 2.5D cùng với cái kết cấu GG vô cùng chắc chắn. Và nó có cái khả năng là cho ánh sáng xuyên qua rất là cao, vì vậy là nó chống lại cái sự phản quang cho mình. Ngoài ra thì cái công nghệ mới nhất được tích hợp trên cái màn hình này là công nghệ IPS. Nó cho mình cái hình ảnh vô cùng là rõ ràng, sắc nét. Nè, mình lướt cho quý khách hàng có thể thấy thì nè, màu sắc nó hiển thị vô cùng rõ ràng luôn. Và nó đậm nét, quý khách hàng mình có thể là trải nghiệm mình xem TV, mình xem phim như là trên TV của mình vậy. Và bên cạnh cái thiết kế vô cùng là sang trọng đẳng cấp thì quý khách hàng mình còn sở hữu một cái cấu hình rất là cao, bao gồm là RAM 4GB, ROM là 32GB cùng với cái ROG chip BX58 nhân, cho mình cái trải nghiệm những cái ứng dụng vô cùng nhanh và mạnh mẽ. Mình không hề có cái hiện tượng giật lag gì ở trên này hết. Khách hàng cũng chia sẻ với Bicau tour là những cái màn hình thấp giá 1-2 triệu thì mình xài một thời gian nó sẽ mau, rất là mau hỏng, cũng như là cái cấu hình của nó rất là chậm, mình không có được mượt mà như vậy đâu. Nè, mình lướt thì vô cùng mượt mà luôn, và mình vào các chức năng nó rất là nhanh luôn ạ. Bên đây thì nó còn một cái miếng giấy bao cho khách nữa, nên là đôi khi quý khách hàng thấy nó hơi bị mờ, chứ thật ra đây là vẫn còn một miếng kiến thế nè, nhưng mà tại vì Bicau tour mình lắp cho khách thì để một hồi khách mở luôn ha. Bây giờ thì mình sẽ thoát ra giao diện chính cho quý khách hàng xem một lần nữa nha. Đây, giao diện chính của nó thì quý khách hàng có thể thấy là mình có hiển thị giờ, ngày, tháng, những cái app mà chức năng để mình vào ha. Ở phía trên này thì mình có thể kết nối Wi-Fi, Bluetooth nè. Wi-Fi thì mình sử dụng chung của nó luôn là cái sim 4G mình được tích hợp nằm ở trong cái máy luôn ha. Mình có cái chỗ để cắm sim 4G luôn. FM, radio. Đây chỉ là cái phần ngoài cơ bản thôi. Những cái ứng dụng mà khách hay sử dụng thì khách sẽ kéo ra ngoài này. Còn nếu mà mình muốn vào trong á, mình thì mình bấm cái nút này thì nó sẽ có nhiều cái app hơn cho mình ha. Bây giờ thì mình sẽ đi từng cái chi tiết một cho quý khách hàng mình xem. Đầu tiên thì chắc là mình khiển giọng nói đi nha. Mình sẽ vào cái khiển giọng nói thì quý khách hàng mình có thể vào đây. Mình vào cái app có chữ ZTEP này, hoặc là mình khiển trực tiếp ở trên vô lăng. Thì bây giờ mình cũng sẽ vào đây đi cho quý khách hàng mình dễ nhìn hơn ha. Chứ cái khiển trên vô lăng thì đa số là khách cũng đã biết rồi. Mình vào đây nha. Mở video nhạc trẻ. Đó, và khi mà mình khiển như vậy thì bắt đầu nó hoạt động và nó tự mở ra. Đó, bây giờ mình sẽ bắt nhỏ một chút xíu và mình vào cái phần DSP cho quý khách hàng mình xem. Khi mình thoát ra này, bây giờ thì nó mình khiển lại cái giọng nói hồi nãy nha. Mình bấm vào đây nè, mình cứ bấm vào cái YouTube này, tại vì hồi nãy mình bấm dừng á. Ok.
đó. Khi mà mình thoát ra thì các chức năng nghe nhạc của mình nó vẫn còn, tại vì hồi nãy mình bấm tắt thôi. Bây giờ thì mình sẽ sẵn mình đang nghe nhạc á, thì mình sẽ vào cái phần chỉnh âm thanh DSP 16 kênh cho quý khách hàng mình nghe thử ha. Cái âm ly của nó nằm ở đâu nhỉ? Đây, âm ly. Thì đây là cái phần để mình chỉnh cái âm nhạc. Thì chắc là mình sẽ bắt lớn lên để cho quý khách hàng mình thấy, và với khách hàng mình có thể nhìn cái thao tác trên tay của mình nha. Mình cũng xin nói trước một chút là mình có thể chỉnh các cái tần số khác nhau của âm thanh, cho ra những cái chất lượng âm thanh khác nhau như là bóp, rock hay dance gì đó. Và mình có thể chỉnh cái âm lượng cái loa ở cái vị trí này. Quý khách hàng kéo lên trên thì loa sẽ phát lên trên, mình kéo xuống dưới thì cái loa ở dưới nó sẽ phát. Hiện tại bây giờ cái loa nó đang phát chính giữa nè. Khi mình chuyển xuống dưới đây thì mình nghe sẽ ít hơn. Mình có thể chuyển theo cái vị trí loa khác nhau ha. Bây giờ thì mình cũng sẽ thử, mình bắt lớn lên và mình thử cho quý khách hàng mình xem. Ở bên đây là những cái phím mình quay trở lại, bấm nhỏ lớn nè, nút home nè, rất là thuận tiện cho mình ha. Bây giờ mình sẽ thoát ra cái phần này nha. Mình đã đi cái phần âm ly, âm thanh lên mạng, nghe nhạc. Thì sẵn tiện đó thì mình sẽ vào cái VTV đi. Tại vì khách cũng hay thường nghe nhạc trên VTV. Mình cho phép ha. Bây giờ mình tắt cái... Và mình vào cái VT Vigo này, quý khách hàng mình có thể khiển giọng nói đi mở nữa bằng cái câu lệnh là mở kênh VTV1, mở kênh VTV2, mở kênh VTV3 gì đó vân vân ha. Thì đây là những cái kênh của mình, mình sẽ vào cái này đi. Đó, khách hàng có thể thấy là cái hình ảnh của nó cho ra rất là sắc nét luôn, rất là sống động như là mình xem trực tiếp trên TV vậy. Tại vì cái công nghệ của nó là công nghệ cũng được tích hợp sử dụng trên TV nữa, nên là nó cho mình cái trải nghiệm, mình cái chức năng giải trí vô cùng là hay ha. Mình có thể xem trực tuyến nè, xem trực tuyến, xem lại cái TV, xem lại những cái chương trình mà đã phát, hoặc là quý khách hàng có thể vào đây mình đọc tin tức nữa. Mình có rất là nhiều nè. Đây là cái phần VTV Go ha. Bây giờ mình sẽ thoát ra nha. Nãy giờ mình đã đi cái chức năng giải trí nghe nhạc rồi, thì cái âm thanh của nó như quý khách hàng có thể thấy là âm thanh nó cho ra cái mình cái tần số rất là cao. Vì vậy ZTEP được người dùng rất là đánh giá rất là cao về cái khả năng là mình nghe âm thanh, cái chất lượng âm thanh cho ra rất là chuyên nghiệp luôn. Nếu mà quý khách hàng nào mình thường hay nghe nhạc và mình khắt khe về cái phần âm nhạc ở trên xe thì có thể mình tham khảo cái dòng ZTEP này, và mình có thể lắp đặt thêm một cái xích điện nữa thì cái không gian giải trí trong xe của chúng ta sẽ vô cùng chất lượng luôn. Thì trong cái phần ứng dụng này, ngoài ra thì khách hàng mình còn quan tâm đến cái phần bản đồ nữa. Bản đồ như khách hàng có thể thấy ở đây là Google nè, và còn cái bản đồ Việt Navitel và Việt Map. Thì ba cái bản đồ này khách hàng mình hay sử dụng nhất. Bây giờ thì mình sẽ khiển giọng nói để tìm bản đồ cho quý khách hàng xem ha. Dẫn đường đến chợ Bến Thành bằng Google Maps. Đó, là mình bấm này.
Đó là bản đồ nó sẽ hiện ra cái hướng dẫn đường đi cho mình rất là rõ luôn, cái số km để cho mình đi. Và cái đường này cũng là cái đường mà người ta tìm, bản đồ nó chỉ cho mình cái đường mà thuận tiện nhất và gần nhất luôn. Ngoài cái Google này thì mình còn có thể dẫn đường Việt Map thì mình cũng sẽ hướng dẫn cho quý khách hàng luôn ha. Dẫn đường đến chợ Bến Thành bằng Việt Map. Đó, và phần mềm Việt Map nó mở lên, khách hàng có thể thấy là mình có thể sử dụng hai cái phần mềm song song nè, kéo xuống đây để mình loại bỏ cái phần mềm kia ha. Và đây chính là phần mềm Việt Map, nó sẽ hiển thị số km mà cái đoạn đường này mình phải di chuyển trong cái số đó quy định. Và bên đây là số km mình sẽ di chuyển. Thì bây giờ tại vì xe đang đậu nên là nó không hiển thị nha. Khi mà quý khách hàng chạy thì nó sẽ hiển thị cho mình rõ ràng ha. Và nó cho mình cái đoạn đường nè, vị trí hiện tại và cái điểm đến cũng vô cùng là thuận tiện luôn. Đó chính là cái phần bản đồ tương tự như vậy. Nếu mà quý khách hàng nào mình xài cái Navitel thì mình cũng có thể dễ dàng khiển bằng giọng nói để mình tìm cái bản đồ đó ha. Ngoài ra thì quý khách hàng mình còn có thể xem cái camera 360 hoặc là tra cứu thông tin về cảm biến áp suất lớp ngay trên cái màn hình này nếu như mà mình tích hợp thêm hai cái chức năng đó trên xe. Bên cạnh đó thì ZTech vừa mới cập nhật một cái ứng dụng rất là hot cho người dùng, đó chính là mình có thể tra cứu vi phạm giao thông ngay trên cái màn hình của mình bằng cách là mình vào CH Play và tải các phần mềm tra cứu vi phạm giao thông ZTech về. Và trên đây là màn hình DVD ZTech Z800 Pro được thi công và lắp đặt tại Vica Auto. Nếu mà quý khách hàng mình quan tâm và muốn lắp màn hình DVD cho xe ô tô của mình thì có thể liên hệ với Vica Auto qua số hotline miễn phí là 1800 9254. Ngoài ra thì quý khách hàng còn có thể truy cập vào website vicaauto.vn để mình tìm hiểu thêm về các thông tin nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng trong những video clip lần sau.